Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và hôm nay mình làm một video như đã hứa trong cái buổi livestream tối qua. Thì đây là một con game pixel rất là hay và thể loại game RPG kỳ cấp rất là bánh cuốn, có tên là The Slomancer hay là mình gọi vui là The Brontino anh em. Thì đây là một con game mà thuộc dạng là mình sẽ đi cày cấp, đánh quái các kiểu á, giống như mấy con game online anh em hay chơi á, ví dụ như là kiểu cũng cách cũng kiểu cánh sinh này nọ, farm level xong mình lên mình học skill học đồ để mình mạnh hơn anh em, ví dụ thế, nó là kiểu như vậy ha. Bây giờ mình sẽ chơi thử một đoạn, anh em thấy là nó có ba class nhân vật và mỗi class thì có một kỹ năng khác nhau, cận chiến, pháp sư và cũng như là chơi về xạ thủ. Xạ thủ thì mình có thể bắn xa được, anh em thấy, thì mình có thể bắn bằng cái này hoặc là mình có thể đặt cái bệ súng, hoặc là mình có thể là dùng mưa tên đó, dùng mưa tên thả xuống đó. Rất là ok, game thì di chuyển rất là mượt mà ha, mình có thể chọn những kỹ năng các kiểu tùy thế, tùy cái yêu thích của anh em. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chơi cơ bản nhé, tại vì thời gian đầu khi mà mình không hiểu tiếng Anh thì mình sẽ có vướng một số cái cơ bản, nên là anh em vui lòng xem thì anh em sẽ đỡ mệt hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại main menu và mình tạo một nhân vật mới cho anh em xem nhé. Rồi mình sẽ tạo new game, xong tạo một cái slot cell mới, cái slot này sẽ cũ này mình vẫn có thể chơi được. Anh thậm chí anh em ở đây anh em vẫn có thể cày ba level của ba con nhân vật nha anh em, không nhất thiết là anh em phải tạo nhân vật mới, tại vì anh em có thể thay đổi nhân vật sau anh em chơi tiếp cũng được, không sao hết. Còn đây mình tạo cái mới cho anh em xem. Thì đây là cách tạo một cái chơi mới ha. Thì nếu như anh em hiểu về cốt truyện thì anh em có thể đọc, còn nếu anh em không hiểu thì anh em có thể skip qua cũng được, không sao cả. Mình có thể skip qua cho anh em xem và mình sẽ chọn nhanh thôi. Thì ở đây mới vô mình sẽ được chọn ba class nhân vật. Thì mình đã chơi xạ thủ rồi, xạ thủ là nhân vật nữ nè, pháp sư thì là nhân vật nam anh em nhé. Còn đây thì mình sẽ chưa chơi cái nhân vật kiếm sĩ, chắc mình sẽ chọn kiếm sĩ nhé. Kiếm sĩ chết, đây là sự lựa chọn của mình. Sau khi mình chọn cái này xong thì ở đây cái vùng đất này sẽ bị tha hóa này, quái vật tấn công, nhưng mà mình làm nhiệm vụ thì thanh niên này bắt mình đi kiếm cái vũ khí. Thì thay vì anh em đọc, anh em tìm hiểu các kiểu, anh em khó biết nó ở đâu thì anh em bấm chữ F, anh em bấm chữ tab anh em nhé. Tab thì anh em thấy nè, ở đây nó có hai cái chỗ, một là cái chỗ sau này và một cái chỗ sau này. Thì đây là cái chỗ mà mình sẽ làm nhiệm vụ, thì bây giờ mình sẽ chạy đến hai cái chỗ ngôi sao đó. Còn nếu như anh em biết cốt truyện thì anh em có thể đọc mình cần phải đi đến đâu ha, còn không thì anh em cứ cần nhìn cái biểu tượng này thôi. Trong game này thì đơn giản lắm, ông này là ông vua nè, nhìn cái biểu tượng này mà làm theo thôi. Ví dụ như anh em kêu là phải có tiếng Việt hay quá thì không cần nhất thiết, không nhất thiết. Cái khó của anh em không có tiếng Việt khi mà anh em học skill thôi. Còn anh em bấm vào nhân vật này nó sẽ cho anh em một cây kiếm ha, cho anh em một cây kiếm. Mình bấm kiếm, lượm kiếm thì bấm E. E là gì? E whip mình. Đây cái kiếm của chúng ta đây. Ồ, nhìn nhìn bên kiếm sĩ thì có vẻ là khá ngầu ha. Đánh nhìn lực á. Mình nghĩ là kiếm sĩ sẽ chơi rất là đã. Đây mình đến nói chuyện với ông này nữa là sao? Ông này thì ông bán rượu, mình xong rồi mình mua rượu và cho thanh niên kia. Và đúng như trong kịch bản thì thanh niên kia uống rượu xong rồi thanh niên kia sẽ tập tập xong thì thanh niên nó sẽ đi theo mình làm con bếp cho mình. Cơ bắp cuồn cuộn tập gym vô đã rồi cuối cùng mới uống rượu chết anh em ạ. À, kiểu vậy đó, đơn giản ha anh em. Có thể thật ra là cái lúc mà mình chỉ anh em cái biểu tượng nhiệm vụ đó thì anh em có thể xem là anh em tự chơi luôn, anh em có thể tắt video luôn á. Nhưng mà nếu mà anh em xem tiếp thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tăng điểm và một số cái phân tích cơ bản về game để anh em dễ chơi. Có nghĩa là nhiều khi anh em không biết tiếng Anh á thì mình sẽ hướng dẫn anh em cơ bản. Thanh niên này chuẩn bị tập nè đó, uống rượu độc của mình mang về chết, không biết mình có bị tội ngộ sát hay gì không, chắc cũng có đấy. Đây hắn ta biến thành con lòng nọc rồi nè. Rồi sau đó thì vùng đất này sẽ bị ma quỷ tấn công ha, ma quỷ tấn công, ông nhà vua sẽ đến nhìn mình, sau đó ông đi lên ông kiểu chạy tét tắp. Thanh niên kia giống như là người bảo vệ cái vùng đất này nhưng mà tạch rồi, mình trở thành người thay thế. Đã nhìn thấy ồ, cái nhân vật này đánh có vẻ ok nha. Đây kỹ năng, đây là vũ khí ha, còn đây là bảng tăng điểm, khi mà mình lên level thì mình mới tăng được. Thì anh em thêm xem đây nè, đây là cái vũ khí, vũ khí thì mình nếu có thì nó sẽ tự cập nhật vào, mình có thể thay đổi hoặc là nếu vũ khí mạnh hơn thì nó tự equip mình cho anh em. Còn nếu như mà anh em muốn đồ thì bấm chữ Y. Y thì nó có ba dạng, đây là thông tin chỉ số của anh em, cái này là thông tin những cái cộng thêm, cái này là bộ đam của anh em này, lượng giáp của anh em này, tốc độ đánh này, level này ha. Đó đánh cái con này thì anh em cứ đi vòng tròn thôi, đừng có đi kiểu anh em phải né nhá.
Mặc dù là kiếm sĩ nó khỏe thật đấy, nhưng anh em phải né ra. Đó, đánh phải né. Nhưng mà mình công nhận một điều là kiếm sĩ đánh đã hơn anh em nhé. Hôm bữa sau mình lại chim, nhiều khi là mình không có đánh cung nữa, mình chơi qua đấu sĩ đi. Nhìn đã phải chứ. Như anh em thấy nè, nhìn ok vãi nhờ. Bất ngờ luôn á. Rồi bây giờ nói chuyện với ông vua. Trước mắt thì mình làm sao nó cho lên một level rồi mình mới hướng dẫn anh em cách tăng điểm được. Về game này thì nó có những cái nguyên tắc gọi là tăng điểm nhất định. Ok. Mượt quá nhà anh em. Game này được cái là hình ảnh rất là mượt, ngầu nữa. Cái con xạ thủ thì nó hơi bị bụ bụ lờ mao, nó hơi cười cười chút. Nó yêu đời lắm anh em ạ. Game này thì nó cũng nhẹ nha anh em, 400 MB thôi. Máy anh em RAM 2 GB, bấm 4 GB vẫn chơi được. Tầm này thì chắc không còn anh em là RAM 2 GB đâu nhỉ. Tầm này RAM 4 GB thì ok rồi đó, chơi được. Không có lắc gì đâu. Nè, mở bản đồ lên, chỗ nào có dấu chấm cái dấu ngôi sao màu vàng đó thì anh em cứ vào là được. Chơi nhân vật này phê quá mọi người. Còn cái này là những cái chỗ này thì họ sẽ có rất là nhiều quái. Về sau chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái đó. Và mỗi khi mà chúng ta giết được quái hoặc là đi ải á, thì chúng ta có thể cứu được những cái NPC. Anh em đi càng nhiều thì cứu càng nhiều NPC, thì sau này họ sẽ giúp đỡ anh em rất là nhiều ha. Họ sẽ giúp đỡ anh em, bán đồ cho anh em các kiểu. Lên nói chuyện với ông vua. Nhân vật này đánh thì anh em nhớ né nhá. Kiếm sĩ thì kiếm sĩ chứ đánh phải né chứ. Ngày xưa người ta đấu kiếm, người ta cũng đâu có cái kiểu mà đưa cái mặt vào ta đánh thôi anh em. Thì về nó có 3 class, thì anh em lựa chọn class nào mà nó phù hợp với anh em nhất. Mình không có thiên về class nào cả, và anh em thích thì anh em chơi. Về kiếm sĩ thì mình thấy đánh khá mượt, xạ thủ thì anh em đánh xa, pháp sư thì anh em đánh xa và kỹ năng rất là OP nhưng mà nó hao mana. Về sau nếu anh em giải quyết được vấn đề mana thì anh em nên chơi cái hệ phái gọi là pháp sư. Tại vì pháp sư thì anh em biết rồi đấy, ngày xưa đến giờ là những cái con pháp sư thông thường nó là cày cấp rất là đã, nó là trộn cày cấp lắm, xả sát thương ra một phát chết cả đám quái là anh em lên cấp mầm ha. Sau đó thì anh em sẽ đi portal đây, đây là những cái ải của anh em đây. Thì mỗi cái ải này nó sẽ có rất là nhiều quái lên cấp, sau đó thì anh em cũng có thể boss nữa, gặp những con boss nữa. Anh em thấy không? Đây thì mình có thể đi dẫm những cái này. Việc dẫm những cái này thì nó sẽ cho anh em tiền. Cho tiền á. Đó. Tiền cũng quan trọng mà anh em. Game này tiền quan trọng lắm. Với lại nó cũng có một số cơ chế như Diablo là random đồ. Mấy cái cửa tiệm nó bán những cái đồ random mới hên hên để anh em có đồ ngon. Rồi. Thì bây giờ mình lên cấp rồi. Thì mình sẽ nói về cái vấn đề tăng điểm. Anh em có thể bấm chữ T. Hoặc là anh em bấm vào cái gì cũng được. Đây thì họ hướng dẫn bấm chữ T thì bấm chữ T. Thì đây mình có thể, cái game này hay chỗ là cái kỹ năng á, anh em có thể tăng giảm được. Ví dụ như là họ không bắt mình reset như những con game khác đúng không? Đây mình có 2 điểm nè. Thì anh em có thể tăng vào những cái điểm anh em cần. Ví dụ như đây Raw Dam nè, Reaper Dam, Overdrive Dam gì nè. Thì thông thường thì cái Raw Dam thì mình thấy mình nghĩ thì Dam đó là Dam cơ bản, nghĩa là cái Dam mà trực tiếp đánh vào người ấy. Nên là mấy con ví dụ như xạ thủ hay là xạ thủ thì có nghĩa là tăng Raw Dam trước. Vũ khí thì nó cũng sẽ cộng Raw Dam trước. Đây là mình cứ tăng Raw Dam đi. Và tí nữa anh em khi cảm thấy không đủ, anh thấy không có đúng thì anh em có thể bỏ một số đường. Ví dụ như dưới đây thì anh em thấy nè, khi mà anh em tăng đủ cái dòng điểm ở trên, anh em có thể thấy là cái dòng đầu tiên là Yuhe cộng 8 gì đó, cộng 8 Raw Dam ấy, thì anh em thấy đó là nó hiện thành màu trắng. Còn còn mấy cái dòng dưới là nó chưa hiển thị. Và mỗi khi 5 điểm thì nó sẽ hiển thị tiếp một dòng ở phía dưới. Ví dụ như mình tăng 5 điểm nữa, 3 điểm nữa thì ở dưới nó sẽ có Yuhe 25% Reaper Dam Multiply á, thì multiplier á, thì anh em có thể thấy là nó cứ tăng càng nhiều thì nó ra càng nhiều. Ok chưa? Cứ vậy thôi. Còn những kỹ năng nào anh em cần thì được. Ví dụ kỹ năng này nó sẽ về tránh né, chí mạng và lượng giáp cộng thêm, melee recast, có nghĩa là cái này cộng về tăng cơ là nhiều. Tăng cơ tránh né nhưng mà ít đam lắm. Ít đam đó nên anh em thích thì anh em chọn, thích thì thôi, nhưng mà về đâu khó quá thôi. Elemental thì mình nghĩ là về kỹ năng, tại vì nó có cộng mana và cộng máu này. Cái này thì mana này, kỹ năng nó có bạo kích nè, phép nè, có cả kỹ năng lửa này, Elemental Dam này, Mass Mana này, Arena này, cái phạm vi của kỹ năng nó to hơn này, Area Interest Size này, hoặc là Dam Overtime này, Dam theo thời gian nhiều hơn này, ha, mình cứ dịch thoáng như vậy thôi. Này tốc độ đánh, Reaper Dam, Dam của Reaper,
và những cái thông tin khác. Này có tốc độ di chuyển và slam file. Như hay không? 48% slam file. Slam file hình như là cái tỷ lệ kiếm vũ khí hay sao á. Cái này là cái kỹ năng mà dùng cho anh em giống như kiểu là may mắn để anh em đi farm đồ á. Mình nghĩ cái này thiên về may mắn và farm đồ ha. Hoặc là thêm một cái lựa chọn nữa cho anh em ấy, là anh em bấm vào cái vũ khí nè, anh em thấy nè. Đây nó ghi là Ripper Dam nè. Ripper Dam nghĩa là đam đam Ripper và đam đóng thường là đam Raw Dam. Ở dưới anh em thấy cộng 3 per second không? Cộng cộng Raw Dam mỗi 3 level kìa. 3 level kìa. Và tốc độ đánh 15%. Thì anh em cứ nhìn cái vũ khí ấy, nó cộng cái gì thì thông thường anh em tăng hướng đó. Game nào cũng vậy thôi. Thông thường nó sẽ như vậy, không có sai được. Sau đó bắt đầu thì công việc anh em thường ngày là cái gì? Đánh quái thôi. Vừa đánh quái vừa cày level thôi. Mà mình nghĩ là con này với cái con này thì anh em thì đánh cày level rất là nhanh. Tại vì nó không có phụ thuộc vào việc anh em bắn cung đâu. Bắn cung thì nó an toàn đấy, nhưng mà nó lâu. Bắn cung thì đánh theo kiểu du kích. Con này thì anh em đánh gần và nó né mượt mà. Ha. Ok, thì đó là những hướng dẫn cơ bản của mình về game này. Nếu anh em thích thì anh em có tải và chơi thử nhé. Về sau thì mình sẽ làm nhiều cái clip build hơn về con game này cho anh em xem. Ok. Rồi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha.